chồng tao mua về cho mày tô mày về mày ăn. Thì ở đây mua tô lòng vậy. Về một cái. Không tôi là con này của chị đây nhưng mà chị không bán nên tôi nghĩ. Xuân Đốc là kênh Facebook của em chị. Cờ này cờ riêng của em. Trời ơi. Nói chung là vào Hội An đấy, tất cả các tuyến đường phố cổ đi ra như vậy thì bán được đi gọi là quá. Có lo nhạc suốt luôn em. Để là lo phát thanh đó chứ không phải như dưới mình. Xin lỗi em không biết. Bả hai vậy mới hay. Người ta nhìn mặt người ta biết tên luôn á. Không, thấy cái gì vậy? Công nhận ghê. Lại có vói ghé rồi kìa. Báo động. Thấy bả kêu không tắp vô đi kha, tắp vô đi kha. Thế Quận Châu, Quận Châu nói nghe, Quận Châu nó nghe hiện tượng lại. Không có ai nói. Đi chứ không phải hôm nay thông báo chúng tôi không có gì để thông báo bình đại đâu tạ 20 ngàn đâu nhé em có tạ 20 ngàn ở đây chụp dưới đây chụp đẹp nhất vậy anh thì nó xuống dưới đây mới cái thế chụp đẹp nhất ở dưới đây nè đâu tính anh nói đặng cho nó xuống nắng nè đó đọc cái bia nè em đọc chữ đi tự tưởng gì đây xuân rồi giờ sao chung một đêm em ạ Để xuân giải thích cho nghe. Từ từ, đã có hướng dẫn du lịch, mình phải từ từ giải. Chú ơi. Dạ rồi, xin thưa cảnh giác mình, chúng ta đứng đây gọi là chùa cầu, gọi là chùa cầu Nhật Bản. Thì công trình chùa cầu được xây dựng vào thế kỷ thứ 17. Nói là chùa cầu, nhưng xin thưa chị chúng ta, đây là một cái chùa có, đây là một cái cầu có ngôi chùa ở trên gọi là chùa cầu nha. Đây là cái chùa đây.
bác xin thuê là cây cầu gọi là chùa cầu. Dạ đây là cây cầu, trên cây cầu có một ngôi chùa gọi là chùa cầu. Thì công trình này là do người Nhật Bản xây dựng. Xin thưa, đầu tiên vào chúng ta sẽ thấy một con khỉ và một con chó, con tuất một con thần đó. Thì người ta nói rằng là tương truyền là cây cầu này được xây dựng vào năm khỉ là cái thức của năm tuất. Nhưng xin thưa, đó chỉ là những giả thiết mà thôi. Còn ra khỉ Đây là dòng qua đi em. Hai bên cầu đều có hai con này. Và xin thưa rằng là cái cây cầu này có chiều dài là 18m bắc qua lạch sông Thu Bồn đây chị nha, con sông Thu Bồn của Quảng Nam đây. Đây, dạ vâng, xin dạ một nhánh con sông Thu Bồn chảy vào đây. Và xin thưa anh chị chúng ta là cây cầu này giống như một thanh kiếm. Tại sao? Đây là thanh kiếm chấm điển đâm vào cái phần Mamazu đầu ở Ấn Độ, thân ở Việt Nam và đuôi ở Nhật Bản. Cây cầu này cứ như một thanh kiếm đâm vào đây, đâm vào thân Mamazu này để cho con Mamazu này không thể nào ngoại làm gây lũ lụt hạn hán thiên tai cho Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam. Chính vậy cây cầu này ngoài những kiến thức là cây cầu đi lại ra, còn nó là một thanh kiếm chấn điển đâm vào khu vực con thân của con Mamazu này. Và chúng ta vào tất cả các ngôi chùa nào ở trong các công trình ở Hội An đều có mắt cửa này, và đặc biệt là mắt cửa này là sao? Mắt cửa này là đón nhận những cái tốt, những cái tinh túy nhất vào trong ngôi nhà này. Còn những gì xấu xa, những gì không đẹp nó sẽ đẩy đi, giống như gọi là chúng ta chấn điểm đó. Thì xin thưa rằng cái mắt cửa này ở tất trong phố cổ Hội An này không có cái nào giống cái nào chị nha, khác nhau hoàn toàn. Tí nữa mọi người để ý một chút, không có cái mắt cửa nào giống cái mắt cửa đấy, hoàn toàn khác nhau chị nha. Và trên cái chùa cầu này có ba chữ đó chính là Lai Viễn Kiều. Thì vào năm 1719 có một vị chúa đó chính là chúa Nguyễn Phúc Chu, chúa Nguyễn chúa đó đến đây và ông đã thấy quang cảnh ở đây và ông nói rằng là tương lai phố cổ Hội An chùa cầu này sẽ là nơi thu hút khách du lịch, bạn bè sẽ đến rất là nhiều nên đọc tên đây là Lai Viễn Kiều, có nghĩa là bạn phương xa tới. Ông có một bài thơ rằng là ai đi phố hội chùa cầu để thương để nhớ để sầu cho ai, để sầu cho khách vãng lai, để thương để nhớ cho ai chùa sầu. Đây cây chùa cầu này ông đặt bài thơ này và Lai Viễn Kiều là bạn phương xa tới và chị nha. Và xin thưa chúng ta là nói là chùa nhưng trong này hoàn toàn không thờ bất kỳ một Phật hay Bồ Tát nào hết, mà trong này chỉ thờ một vị thần, đó chính là vị thần xứ sở Bắc Đế Chấn Võ mà thôi, vị thần cai trở cái mùa màng thời tiết thôi, chứ hoàn toàn trong này không thờ bất kỳ một vị Bồ Tát hay Phật nào hết anh chị nha, chỉ thờ một vị thần xứ sở thần bảo hộ mà thôi chị nha. Thì vào đây thì chúng ta sẽ được tham quan nhìn gắn những bức ảnh cổ ngày xưa người ta xây dựng như thế nào, cắt qua các thời kỳ ra sao, như thế nào. Và xin thưa anh chị chúng ta rằng là hàng năm, nếu như anh chị để ý rằng là chúng ta tin tờ tiền 20.000 của chúng ta có cái chùa cầu này, thì chùa cầu này nó chính là biểu tượng du lịch của người dân thành phố Đà Nẵng, người dân thành phố Hội An anh chị nha, rất là hay. Rồi anh chị, chúng ta mình sẽ có thời gian chúng ta vào thắp hương, chúng ta tham quan ở bên trong cái chùa này. Trong này người ta có bán những cái đồng tiền may mắn, chúng ta có thể mua về, có thể đeo vào cổ với giá như là 10.000 đến 20.000 thì em không biết. Thì vào đây người ta sẽ bán cho chúng ta và về chúng ta sẽ vào đây thắp hương chị nha, sau đó chúng ta tiếp tục tham quan các bộ tham quan phố cổ nha. 20.000 cầu này cầm đi, tôi có 20.000 đã mua cầu nào ấy. Chùa cầu á mà giữ em giữ em bước vô đi theo đi một lát rồi đi theo đi thôi là ăn rồi lấy ba bụng. Đó, đó. Một cái làng nghề. Họ có người nào ông làm rồi cho anh chụp một. Đi, anh chụp đi em tắm nè. Chụp thường thôi rồi về nhà chỉnh lại. Không mà đang tiếng nè. Hả? Đẹp. Cực kỳ đẹp, vô đi tranh thủ vô. Rồi.
tất nhiên nghe từ Quảng Đông chắc chắn chúng ta đã biết là một người Trung Hoa đúng không ạ? Và điều thứ hai chúng ta vào đây chúng ta thấy những người ba anh em Lưu Quang Hương này, bên kia nữa là Trương Phan, đó chính là Quan Vũ này, Phò Chúa này, ngày đưa hai gọi là hai cái phu nhân của anh mình đó chính là Lưu Minh về. Nếu như chị ta ai xem thuyết gọi là Tam Quốc thì chúng ta sẽ biết được. Và xin thưa chị, chúng ta cái hội báo Quảng Đông này sẽ dựng nghĩa ta ngày ba, xin thưa chị. Và nói rằng đây là một những công trình mang đậm cái gọi là kiến trúc của người Trung Hoa nhỉ nha. Và nơi đây cũng giống như là nơi họp đồng hương của người Quảng Đông Trung Quốc. Xin thưa chị, chúng ta vậy nguồn gốc tại sao lại có cái hội quán này? Xin thưa chị, chắc chắn là những em nhỏ, những bạn đây chắc chắn đã từng nghe đến cái câu đó chính là phản thanh của Minh qua chúng ta nghe những bộ phim đó. Thì xin thưa anh chị rằng là ngày trước kia sau khi mà nhà Minh đã có cái giờ là quân Thanh bắt đầu lên ngôi, thì lúc này những cái tốt người phản thanh của Minh tiêu diệt và nhà Thanh không được thì người ta dạt trên bờ vào, rồi người ta đi từ Trung Quốc người ta qua Việt Nam này lúc bây giờ. Thì người ta qua đây thì trên đường đi người ta bị lật thuyền, người ta bị lật cái thuyền của người ta qua đây. Thì chính vì vậy khi bị lật thuyền thì có một vị thần đó chính là Thiên Hậu Thánh Mẫu và đã xuất hiện và đã vớt hết tất cả những người trên thuyền này về, vớt hết tất cả những thuyền này đưa vào đất liền, đưa vào cái cảng Hội An này lúc bấy giờ này. Thì sau khi mà được đưa vào Hội An này thì những cái người nhà Minh này thì người ta đã đến đây, người ta xây dựng những công trình chùa chiền, thứ nhất để biết ơn thờ và Thiên Hậu Thánh Mẫu đã gọi là cứu giúp mình. Cái thứ hai đó chính là nơi đây chính là nơi để cho hội đồng hương người Quảng Đông người Trung Quốc người ta họp mặt. Và ở Đà Nẵng này có hai cái hội quán tiêu biểu, đó chính là hội quán Quảng Đông và hội quán Phúc Kiến, là hai cái hội quán tiêu biểu nhất. Hội quán Quảng Đông là người Quảng Đông, hội quán Phúc Kiến là người Phúc Kiến. Và nơi đây vào ngày 28 tháng 3 hàng năm là nơi họp đồng hương của người Quảng Đông. Và ngoài trong này là hội quán Quảng Đông để thờ hai vị, đó chính là đầu tiên đó chính là Thiên Hậu Thánh Mẫu nhị nha, người có công rất lớn cứu giúp những cái người Trung Quốc sau khi qua Việt Nam đây, người ta bị lật thuyền của bà để cứu giúp. Cái thứ hai trong này là thờ Quan Công, Quan Vũ. Là vì sao lại thờ Quan Công? Thì xin thưa anh chị, chúng ta gọi là Quan Công là người đại diện cho có chữ tín, người gọi là làm việc rất là cương trực, có chữ tín. Và cái thứ hai đó chính là Quan Công là một biểu tượng. Nếu như chị chúng ta đã từng ai đã theo trong thuyết Tam Quốc đã, thì Quan Công là người đã thả Tào Tháo đó ạ, vì ông đã chịu ơn Tào Tháo, chính vậy ông đã tha cho Tào Tháo một mạng trong thuyết Tam Quốc. Chính vậy người ta lấy cái hình tượng này để người ta thờ. Thờ là sao? Trước kia ở đây là một thương cảng rất là sầm uất, người ta làm ăn. Nhưng xin thưa anh chị, chúng ta bây giờ chúng ta làm ăn thì chúng ta có hợp đồng đúng không ạ? Giao kèo rõ ràng để ký. Nhưng trước kia người ta không có hợp đồng, không có giao kèo gì hết. Chính vì lẽ đó nên người ta trước khi làm ăn người ta thường đến đây, người ta vái lại Quan Công. Hai bên làm ăn, hai bên hợp tác với nhau đều đến đây vái lại Quan Công, coi như là người ta đã ký một bản giao ước tín ngầm với nhau, không cần giấy tờ gì hết. Chính vì vậy người ta đến đây người ta vái lại Quan Công, người ta thề, người ta nói chuyện với nhau để người ta thống nhất một điều rằng là làm ăn này sẽ diễn ra rất là suôn sẻ và không có gọi là lừa gạt gì hết. Và chính thưa cái cấu trúc của người Quảng Đông hay là của người Phúc Kiến thì người ta đều yêu cầu bắt chúng ta trước khi vào nhà. Người Trung Hoa không có tập là bắt chúng ta vào nhà để chào gia chủ, nên với cái chúng ta bước qua bước tập kia và khi này chúng ta đã vừa chào gia chủ rồi. Ví dụ là ví dụ như mọi người này, khi chúng ta bước qua một mái nhà chúng ta bước qua à, không đó. Thì như vậy là chúng ta đã vô tình tạo cho chúng ta có phong tục đó chính là chào hỏi chủ nhà. Hay quá. Và cái thứ hai một xe cào cào lên, một xe cào cào lên. Đây chính là gian chính điện thờ ở trước, đó chính là thờ Quan Công chủ nhà. Bên này đó chính là thờ bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, bên này là thờ Thần Tài. Thì vào đây chúng ta các chị chúng ta sẽ có thời gian chúng ta thắp hương vái lại đó là Thần Tài Thánh Mẫu này, à, Quan Vũ này, và đặc biệt là chính là thờ Thần Tài, những thần tài của chúng ta sẽ nói đến thờ Thần Tài. Và ngoài ra trong này còn mô phỏng lại chức quyền khi mà người Quảng Đông người Trung Quốc người ta sử dụng người ta dùng chung người ta còn nhà người ta bị lệ trong này người ta mô phỏng lại chức quyền này. Và xin nhớ nha, Quan Công là nghĩa sự tương tự của những người có uy tín, nên những người làm ăn thường luôn chức quyền người ta có mặt, người ta đều đến đây người ta thắp hương và vái lại Quan Công. Và công trình này phải nói là trước kia người ta ở đây người ta thắp hương Quan Công, người ta thờ Thần Tài, nhưng mà sau đó người ta thấy rằng là Quan Công là người đại diện cho tín đấy, nên người ta không thờ Đức Thần Tài nữa mà người ta thờ Quan Công. Như vậy nên ở đây chỉ là tất cả những công trình bức ảnh ở đây đều có một Quan Công hết. Và thứ ba đó chính là tất cả những cái vòng hương này thì chúng ta nha, vòng hương này nếu như chúng ta hay là chúng ta ai mà muốn cầu tự, ai muốn cầu những điều gì may mắn và phúc lành thì chúng ta sẽ đến đây gặp các bàn đó, thì người ta sẽ yêu cầu, người ta sẽ có mảnh giấy, người ta sẽ ghi những cái cầu chúc sức khỏe gia đình tên gì quê quán ở đâu. Chúng ta sẽ có cái dòng hương đốt này, thì cầu hương này có đốt hay còn ở dưới là nó sẽ cháy hết, thì nó cháy rất là chậm.
và sau khi cháy xong thì đại diện người các hội quán là người ta sẽ bớt cái tờ giấy này chúng ta đi, còn như là những cái người tổ chức của chúng ta đi đều đi xuống hoặc là để có thể là thành hiện thực. Và anh chị chúng ta để ý rằng là tất cả những cấu trúc ở đây đều là cấu trúc mang đậm của người Quảng Đông Trung Quốc hết. Và ngoài ra ngày 28 tháng 3 ra là ngày gọi là họp ứng hưởng của Quảng Đông ra thì nơi đây vào ngày 24 tháng 6 hàng năm đó chính là ngày người ta viếng quan công ở nhà. Trong này nhớ ông Xuân Nhạc chỉ thờ quan công và thiên hậu thanh máu mà thôi, và không ra thần tài nữa. Bây giờ anh chị chúng ta sẽ có thời gian còn chính điện chúng ta thắp hương nha, tranh thủ nha. Cảnh bị lật xuồng kìa cha. Anh chụp cho em ở đây, anh đây đi anh. Này. Anh ngồi em chụp đó. Anh đứng kêu anh kêu Mai. Mai chụp vậy Mai. Không biết chụp hình. Ê, có người giả kìa mẹ, người giả. Người nhựa kìa đó, người nhựa đó trắng bóc ngồi đó. Làm chứ gì? Thì phải giả vậy trời. Thầy ơi. Đựng đâu gì. Sang đi, trong mẹ. Ờ anh đi chăm mẹ rồi. Ngồi đi, đi đâu đâu mà trẻ. Tưởng. Nó đeo cặp tóc đen vô nhỉnh ghê quá anh. Ừ, nó nhìn nó ngồi im ra tôi tưởng xác luôn rồi. Cái đầm mặt cho em. Lấy cái đầm này em mặc dài như đầm cưới luôn á. Không, có mấy cái ngắn ngắn á. Quảng Đông á. Trung Hoa. Mặc chụp hình cưới gì kìa. Vào đây, vào đây. Thấy không? Vậy? Thấy không? Tối thui. Nhà cổ Đức An. Tối thui trời. Mình là sướng lắm, tại vì có gió không vào đây thì mình mới ngồi mới mát được. Như vậy thì cái đào mà xong như thế này là nhà của người Việt Nam, còn nó một tiếng kiến lại thì là nhà. Chào đời xin thưa anh chị chúng ta, chúng ta đang đứng đây là nhà cổ Đức An, đến nhà cổ không phải nhà cổ sở tại Hội An rồi. Thì xin thì chúng ta là nếu chúng ta không có thời gian chúng ta vào thăm ngôi nhà cổ Tấn Ký, ngôi nhà cổ Tấn Ký mới là ngôi nhà cổ cổ nhất trong qua 7 đời rồi. Còn ngôi nhà cổ Đức An này thì nó chỉ có 5 đời thôi. Nhưng nhà cổ Đức An này nó cũng mang vóc dáng rất riêng của cái cổ Hội An như thế này. Điều đầu tiên xin thưa các anh chị chúng ta, những ngôi nhà cổ này mang cả kiến trúc của người Trung Hoa kiến trúc rất là nhiều chị nha. Và ngoài ra nhà cổ Đức An này thưa anh chị, nếu những ngôi nhà cổ nào sát ở sông thì nó sẽ có hai mái, có là mặt trước để buôn bán, mặt sau là để gọi là lấy hàng hóa từ các bến thuyền, bến tàu. Nhưng những nhà cổ này người ta chỉ là mang tính chất là nhà ở mà thôi, người ta không nhà ở nhà mái. Và ngôi nhà cổ Đức An này cũng là ngôi nhà cổ có mặt tầm ảnh hưởng nhà cổ nó bắt đầu hình thành rồi. Xin thưa anh chị, chúng ta trước kia người ta nói bao nhiêu thế, người ta ở trong ngôi nhà cổ này người ta chỉ ở đơn giản, người ta không gì hết, mang chất cổ kính như vậy. Và tất cả những bức hình quy, tất cả những gọi là gỗ ở đây đều mang chất ngày xưa nhất của linh, của quý. Và
tất cả những sản phẩm, tất cả những chi phí riêng người ta đều khảm những ngọc chai hay là những tôn chai người ta khảm lên mang tính chất rất là riêng. Và ở đây vào năm 1827, ngoài mang tính chất là nhà cổ ra, nhà lưu ở ra, thì ở đây còn những nơi chôn giấu các mạng đã hoạt động trong nhà cổ này rất là nhiều. Và đặc biệt là năm 1927 thì những cuộc họp đảng, những cuộc họp bộ người ta đều họp trong ngôi nhà cổ này. Và ngôi nhà cổ này mặc dù so với ngôi nhà cổ khác nó như ngôi nhà Tân Ký hay nhà cổ Phương Hưng thì nó không cổ bằng, nhưng ở đây nó vẫn mang những vóc dáng kiến trúc rất riêng của người dân phố cổ chị Nam. Vẫn là những mái ngói âm dương này, người ta bài trí qua rất là đều những hình ảnh, những bức tranh khảm gỗ chạm khắc đều mang đậm tính chất của những người Hoa xưa đây nha. Và ngôi nhà này một thời gian đó là người Hoa người đã sinh sống bên mái tại nha, rất là nhiều. Và ngôi nhà cổ này đã trải qua 5 thế hệ 5 đời rồi. Tất nhiên ngôi nhà cổ nhất ở trong Hội An là 7 thế hệ, còn ngôi nhà này chỉ có 5 thế hệ mà thôi. Với những cái lưu đồng, những cái chén kỷ như vậy, người ta vẫn giữ nguyên si như vậy. Xin thưa anh chị, chúng ta có những lúc lụt Hội An người ta lên tận nóc nhà, nhưng người ta vẫn giữ nguyên cái kiến trúc này hoàn toàn, người ta không thay đổi gì hết. Và trải qua nhiều thăng trầm thì tất cả các kiến trúc của ngôi nhà cổ Đức An này vẫn giữ nguyên như vậy, người ta không thay đổi bất kỳ một cái cấu trúc nào hết anh chị nha. Từ nền gạch, mái nhà hay những bộ bàn ghế này vẫn còn nguyên si từ năm 1803 đến giờ, người ta xây dựng rất là lâu rồi. Và còn nói những ngôi nhà cổ như thế này bây giờ đang được đưa vào trùng tu xây dựng rất là nhiều. Người ta nói rằng trước kia là ở đây người ta có một gốc cây này gọi là gốc cây liễu, nhưng rất tiếc là cây này bị chặt đi và sau cũng tầm khuất. Và đại cái thứ hai là do báo đục người ta gây hạn hán đi, chứ sự gốc cây này là gốc cây lịch sử. Ngày xưa mà các nhà gọi là yêu nước, người ta họp bàn với nhau, người ta đều họp bàn ngay dưới cái gốc cây này. Nhưng rất tiếc là cái cây này người ta đã chặt đi, người ta không có còn nữa. Làm sao phải coi những trận báo nó làm đổ nó đi, siêu gạo đi rất là nhiều. Và xin thưa chúng ta đi sát vào đây, chúng ta mới thấy là tất cả những hệ thống bàn ghế trang trí ở đây đều mang tính chất là rừng trồng giá thủ đấy. Em Sơn nha, như Sơn nói trên xe đó, rừng trồng giá thủ là sao? Có nghĩa là như cái bàn tay của chúng ta này, chúng ta chập lại này, như cái máy ngón này chứ anh chị, để em Sơn đây chồng lại với nhau như là 10 ngón tay đan xem với nhau, thổ với nhau. Và những tác phẩm này ngoài bằng gỗ ra, nó còn kết hợp với bằng đá nữa chị nha. Đá này là đá, chính là đá non nước, muốn anh Sơn ngồi được thì ngồi thoải mái không sao hết. Cái này bây giờ chúng ta ngồi, đặc biệt là những bộ bàn ghế này mang tính chất là gỗ cổ ra, nó còn có đá nữa anh chị nha. Thảo khắc rất là tuyệt vời và rất là đẹp, điêu khắc. Và trải qua như thế hệ, thường những ngôi nhà cổ này người ta vẫn cứ gọi là giữ nguyên si như vậy, người ta không thay đổi kiến trúc ngày xưa ngày trước như thế nào thì bây giờ hoàn toàn như vậy nha. Xin thưa anh chị, ngôi nhà này bây giờ người ta vẫn ở bình thường. Nè tìm đất cho bằng châu bên đây cho nó đèn sáng lên nè. Để gửi cho bằng bo tối, gửi cho bằng bo nè. Bằng châu mà đi rồi, mình đi rồi. Cha đâu rồi? Trời ơi, cha mày lâu quá. Ra tới kìa. Ba ngao. Ra xe hả? Ngon nhất đó. Bà ngoại đứng đây nè, ngoại đứng đây nè. Có nhiều người ta. Rồi thì có nhiều người ta có đèn người lên. Thấy cái bóng bà ngoại không? Đúng rồi đó. Rồi. Quá trình đẹp luôn đó. Để cậu Kha quay phim cho mình đó, quay phim. Búa này ăn nè Hoàng Châu. Hay thử ăn rồi ngon. Thôi thôi lấy gì để cô. Đang chí mẹ phủ ông trời mẹ đen á. Hai người chén à. Nè, vô ăn cha, vô ăn với mẹ. Nè Hoàng Châu nè. Hai đứa ăn chén. Đâu đưa. Vậy mày đen ngon lắm. Đây là một món chè xí mè phủ. Giới thiệu chè đó luôn. À bé quay qua con chụp hình nè. Nóng cho khổng lưỡi luôn. Ờ, khoan thì ai cũng vậy.